Các bạn thân mến, tiếp theo cái phần hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn học các cái từ chuyên về cái phần cơ thể con người. Thì cái phần này cũng rất là hữu ích cho các bạn nào mà muốn đi khám bệnh. Rồi chúng ta cũng phải nói một số các cái loại bệnh ở trong các cái cơ thể của mình. Thì sau đây chúng ta bắt đầu học tiếp nhé. Từ thứ nhất chúng ta có từ thấu, có nghĩa là đầu. Ví dụ chúng ta có thể nói là ủa thấu thung chẳng hạn, thì là có nghĩa là tôi đau đầu. Ủa thấu thung là tôi đau đầu, đúng không? Từ thấu phạ có nghĩa là tóc. Ví dụ lì thấu phạ có nghĩa là cắt tóc. Từ tiếp theo chúng ta có từ giản chinh có nghĩa là mắt. Ví dụ giản chinh thung có nghĩa là đau mắt. Tiếp tục chúng ta có từ phí tự là mũi, rồi phí tự thung là đau đau mũi, hoặc là gì liếu bí thị, liếu bí thị có nghĩa là chảy nước mũi. Tiếp tục chúng ta có từ chuẩy ba là miệng. Tiếp tục chúng ta có từ giá tử có nghĩa là răng. Ví dụ giá tử thung, giá tử thung là đau răng. Tiếp tục chúng ta có từ s舌头có nghĩa là lưỡi. Tiếp tục chúng ta có từ ở tụa có nghĩa là tai. Ví dụ đau tai là ở tụa thung là đau tai. Bố tự có nghĩa là cổ. Ví dụ bố tự thung. Tiếp tục chúng ta có từ chen bảng là vai. Ví dụ đau vai thì chúng ta có thể nói là chen bảng thung. Tiếp tục chúng ta có từ sầu là tay. Ví dụ đau tay là sầu thung. Ví dụ tôi làm nhiều là đau tay thì là tua cung chua là sầu tự thung. Sầu thung tua cung chua sầu thung làm nhiều đau tay. Tua cung chua sầu huy thung. Chúng ta có thể thêm từ huy vào đây là có nghĩa là cái từ có từ nhấn mạnh là sẽ bị đau. Sấu trạng có nghĩa là bàn tay. Sấu trạng thung có nghĩa là đau bàn tay. Sấu chỉ có nghĩa là ngón tay. Tiếp tục chúng ta có từ chỉ giả là móng tay. Để cắt móng tay nè. Giản chỉ giả cắt móng tay. Tiếp tục chúng ta có phần ngực là sung bụ. Ví dụ chúng ta nói sung bụ thung có nghĩa là đau ngực. Tiếp tục chúng ta có từ chẻo là chân. Ví dụ chẻo tự thung là chân hoặc là cái chân mà bị đau. Chúng ta thêm từ tự có nghĩa là thể hiện là cái danh từ. Chéo trạng là lòng bàn chân hoặc là bàn chân. Chéo trạng. Ví dụ chúng ta nói chéo trạng thung. Đây chỗ này chúng ta phải biến âm đúng không ạ? Hai thanh ba đi liền với nhau thì thanh đầu tiên nó phải biến thành thanh hai. Tiếp tục chúng ta có từ đùi là tạ thuẩy thung có nghĩa là đau đau đùi.
Xiáo thuệ có nghĩa là bắp chân. Xiáo thuệ là bắp chân. Xì cai là đầu gối. Ví dụ, xì cai thung là đầu gối đau. Tiếp tục, cái phần mà hay bị đau khi ăn uống nó là tù tự là bụng. Tù người ta cũng có thể nói là bụng, nhưng thêm tự có nghĩa là danh từ. Tù tự thung có nghĩa là bụng đau. Tù chí có nghĩa là rốn. Tù chí là rốn. Tiếp tục, uầy là dạ dày. Uầy thung có nghĩa là đau dạ dày. Ví dụ anh ấy bị đau dạ dày thì chúng ta có thể nói là tha uầy thung, anh ấy đau dạ dày. Tà tráng có nghĩa là đại tràng, âm Hán Việt là đại tràng, dịch ra là ruột già. Xiao tráng có nghĩa là ruột non. Ví dụ bị đau đại tràng là tà tráng thung. Tà tráng thung có nghĩa là đau đại tràng. Men pi có nghĩa là bị táo bón. Men men pi là táo bón thì gây ra đau đại tràng, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có từ yao bu. Yao bu có nghĩa là phần eo, bên cạnh sườn chúng ta đó, nó bên dưới giáp với hông là người ta gọi là phần eo. Yao bu. Tiếp tục chúng ta có từ pi củ có nghĩa là mông, phần mông. Pi củ thung là pi củ thung có nghĩa là đau đau mông. Cang mấn là hậu môn. Ví dụ những người bị trĩ thì hay bị đau hậu môn thì chúng ta có thể nói là cang mấn thung. Húng chủng có nghĩa là sưng đỏ. Đấy là những cái biểu hiện của bị đau trĩ hoặc lòi rom. Dê u là lách. Tiếp tục chúng ta có từ phí phụ có nghĩa là da, là lớp da. Phí phụ là da. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa toàn bộ cái phần cơ thể. Thấu 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 phạ. Thấu phạ chúng ta đọc hơi nhẹ. Thấu phạ. Giản chinh. Giản chinh. Bí tử. Bí tử. Bí tử. Chuẩy ba. Chuẩy ba. Giá chữ. Giá chữ. Sứa thấu. Sứa thấu. Ở tuổi. Ở tuổi. Bố tử. Bố tử. Chán bảng. Chán bảng. Sổ sổ. Sổ chẳng. Sổ chẳng. Sổ chữ. Sổ chữ. Chữ giả. Chữ giả. Xung bụ. Xung bụ. Chảo. Chảo. Chảo trạng. Chảo trạng. Tà thuệ. Tà thuệ. Tà thuệ. Xiao thuệ. Xiao thuệ. Xí gai. Xí gai. Tù tử. Tù tử. Tù chí. Tù chí. Uầy. Uầy. Tà tràng. Tà tràng.
Xảo trắng. Yào bu. Bì củ. Càng mẫn. Dê u. Phí phụ. Các bạn thân mến, cái bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.